Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường phát huy vai trò giám sát cộng đồng, tăng cường sự đồng thuận chung sức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đảng bộ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên chú trọng công tác xây dựng đảng gắn với phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp để quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Giàng Bao Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Báo Mỉ làm trưởng ban chỉ đạo. Thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh triển khai nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Công văn số 3375 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cuộc họp cũng đã tập trung đánh giá kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ đợt dịch thứ tư đến nay, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đánh giá công tác đảm bảo cách ly y tế trong các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ dịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy ngày đêm vượt qua khó khăn để kiểm soát tốt dịch bệnh. Để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân, với mục tiêu là đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để kịp thời mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, sinh phẩm, xét nghiệm, thuốc điều trị, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Thưa quý vị, căn cứ nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quyết định số 1812 ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa, các đơn vị khai thác bến xe, bến thủy nội địa và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện cụ thể như sau. Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021, tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 1812 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
hoạt động vận tải phải tuân thủ các yêu cầu chung tại phần 1 và các nguyên tắc chung tại hướng dẫn tạm thời. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của phương tiện thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và đột xuất về kết quả triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời. Tham mưu cho lãnh đạo sở để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, theo dõi, kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Chủ trì phối hợp với các lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, hướng dẫn tạm thời, trong đó nêu rõ kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn tạm thời cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo lãnh đạo sở định kỳ hàng tuần và báo cáo tổng hợp hàng tháng. Các đơn vị vận tải, bến xe, bến thủy nội địa, tuyên truyền phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương, biết và thực hiện theo hướng dẫn tạm thời, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đơn vị doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, bến xe khách, đơn vị xếp dỡ hàng hóa, bến thủy nội địa, thực hiện nghiêm, hướng dẫn tạm thời, quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, địa phương và các quy định của pháp luật có liên quan. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương, giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng chống dịch khi về đến địa phương. Công an tỉnh và các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức chỉ đạo hướng dẫn về công tác tổ chức hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong thời gian các địa phương thực hiện các cấp độ phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực quản lý để triển khai hiệu quả nghị quyết số 128. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có tổng số 14.757 người được áp dụng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 14.305 người đã hoàn thành cách ly. Hiện tại thì còn 552 người đang thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 7 ca, trong đó 6 ca đang điều trị tại bệnh viện phổi, 1 ca đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. Các bệnh nhân có chỉ số sinh tồn bình thường, tinh thần ổn định và yên tâm điều trị. Kết quả tiêm chủng tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổng số liều vaccine COVID-19 đã tiêm trên toàn tỉnh đến nay là 268.075. Tổng số người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine là 225.607, đạt tỷ lệ 73,2%. Tổng số người từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch. Trong đó thì số người được tiêm 2 mũi là 42.450, đạt tỷ lệ 13,8%. Tổng số người từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch. Số người được tiêm mũi 1 là 183.157. Thưa quý vị, thời gian qua để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan vào địa bàn, cùng với việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu, thì vai trò của tổ COVID cộng đồng đã phát huy được mạnh mẽ, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng chống dịch. Phóng sự sau thực hiện tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Là xã cửa ngõ của huyện Tam Đường, tiếp giáp với tỉnh Lào Cai và cũng là nơi có tuyến đường quốc lộ 4D đi qua. Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất cao nếu không thực hiện tốt công tác giám sát và các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19. Xác định được điều đó, thời gian qua, xã Sơn Bình đã tăng cường chỉ đạo tổ COVID cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại các cái bản ấy thì chúng tôi đã thành lập các cái tổ, thì có bản ít hộ thì thành lập 2 tổ, bản đông hộ thì thành lập 3 tổ, thì hiện nay trên địa bàn xã là có 7 bản và thành lập 18 cái tổ COVID cộng đồng. Thì trong cái thời gian qua thì từ ban chỉ đạo cho đến trung tâm chỉ huy cho đến các cái tổ là đều phát huy rất tốt cái trách nhiệm trong cái tuyên truyền cho bà con thực hiện các cái biện pháp 5K để phòng chống dịch, cũng như là tuyên truyền cho các cái tổ COVID cộng đồng tại các cái bản ấy, thì làm tốt cái công tác giám sát, cái việc theo dõi sức khỏe tại nhà cho các cái công dân mà đi tại các cái địa bàn mà có vùng dịch về. Hiện nay xã Sơn Bình có 18 tổ COVID cộng đồng ở 7 bản, mỗi tổ có 3 thành viên. Đối với bản có đông dân cư có 2 tổ COVID cộng đồng.
Hàng ngày, tổ COVID cộng đồng sẽ trực tiếp đi đến các hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các hộ có con em, người thân đi làm ăn xa, đang ở các tỉnh thực hiện chỉ thị 15-16 của chính phủ, được các thành viên trong tổ vận động công dân ở đâu ở yên tại chỗ, nắm tình hình, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi có công dân từ địa phương khác trở về. Mình sẽ tuyên truyền với họ là vào cái khu thực hiện cái 5K của chính phủ là về khu giãn cách, sau đó rồi về gia đình. Đấy là cái tuyên truyền đến từng hộ dân vậy. Và hai nữa là thường xuyên liên lạc với tổ phòng chống dịch COVID, và tổ sẽ báo cáo với ban. Cho nên là không để cái người nào mà đã vào khu giãn cách rồi mà còn chưa được sự cho phép của trạm y tế xã mà lại về nhà, để đảm bảo cho cái sự cộng đồng. Xã Sơn Bình có 111 công dân đang làm việc tại các tỉnh, trong đó có 7 công dân đã trở về địa phương và đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh. 2 công dân đang theo dõi sức khỏe tại nhà văn hóa của bản. Nhà mình đi từ Hà Nội, Viện Bỏng Quốc gia, quận Hà Đông về. Nên là mình lên trên này mình xin thông báo, khai báo y tế đàng hoàng, xong là mấy cô bảo là mình phải chấp nhận cách ly đàng hoàng xong mới về, nên mình cũng phải chấp nhận tất cả mọi việc cũng đều ổn hết. Mình đã thực hiện cách ly được 5 ngày. Thực hiện cách ly được 5 ngày rồi. Qua thực tế cho thấy, vai trò của các thành viên trong tổ COVID cộng đồng là rất quan trọng. Họ chính là những cánh tay nối dài của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tại địa phương. Để bảo vệ thành quả trong phòng chống dịch, thời gian tới, tổ COVID cộng đồng xã Sơn Bình tiếp tục phát huy vai trò giám sát cộng đồng, tăng cường hơn nữa sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, mặc dù được các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện Phong Thổ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên do tính chất diễn biến phức tạp nên dịch bệnh tả lợn châu Phi đã tái bùng phát trở lại trên địa bàn xã Mường So. Hiện nay, xã đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình anh Vàng Văn Bình ở bản Hủy Én hiện đang chăn nuôi 10 con lợn thịt. Ngay khi thấy một số hộ trong bản có lợn bị ốm chết, anh đã thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi và ngăn sự xâm nhập dịch tả lợn châu Phi. Nói chung là gia đình tôi thì cũng nuôi lợn thịt, nhưng mà trong thời điểm là cũng có dịch tả lợn châu Phi tỉnh Lai Châu ấy, mà cũng nói chung là gia đình tôi là lúc nào cũng tiêm phòng này, nhưng mà rất vui này, khử trùng này, thường xuyên 2-3 hôm là phun khử trùng này. Họ rất vui xung canh, và còn vệ sinh thì hôm nào tôi cũng vệ sinh cho chuồng trại nó sạch để đảm bảo để nó không dịch bệnh. Trên địa bàn xã Mường So hiện có 178 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 1.200 con. Tính đến hết ngày 15 tháng 7, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 4 khu dân cư của xã là Hủy Én, Nậm Cung, Hủy Bảo và Tây An, với tổng số lợn tiêu hủy là 81 con với trọng lượng hơn 4,4 tấn. Ngay sau khi phát hiện, xã Mường So đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, như thực hiện nghiêm công tác quản lý kiểm soát vận chuyển, lưu thông giết mổ lợn và sản phẩm thịt lợn trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc vệ sinh tiêu độc khử trùng, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêu hủy lợn ốm chết nhằm tiêu diệt triệt để mầm bệnh, tăng cường công tác giám sát để tránh dịch bệnh lây lan sang các địa phương lân cận. Ngoài cái công tác tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh theo các văn bản chỉ đạo cấp trên, chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ địa chính nông nghiệp cộng với cán bộ thú y phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn bản đến từng hộ dân có nuôi gia súc gia cầm để thực hiện các biện pháp khuyến cáo về an toàn vệ sinh trong vật nuôi, ví dụ như là đảm bảo vệ sinh chuồng trại, quy trình an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi như chăn nuôi gà, nuôi châu bò. Đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì Mường So cũng là một cái địa bàn tổn thất nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi, nên là công tác tuyên truyền đã được
đẩy mạnh nhằm giảm thiểu cái thiệt hại cho đàn vật nuôi của bà con. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định thú y trong phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các ngành chức năng, người dân trên địa bàn xã Mường So nói riêng và huyện Phong Thổ nói chung cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, vệ sinh chuồng trại đúng quy trình để tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là vấn đề nóng, là cuộc chiến lâu dài, cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở Lai Châu luôn được các cấp, các ngành xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, với tính chất siêu lợi nhuận, nên thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi và phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Lai Châu được xác định là một trong những địa bàn phức tạp về ma túy trong khu vực Tây Bắc. Đây vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. Ma túy được thẩm lậu từ Lào, rồi qua Sơn La, Điện Biên, sau đó đi vào Lai Châu để chuyển đi các địa bàn khác để tiêu thụ. Tỷ lệ người phạm tội về ma túy tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số đối tượng bắt giữ và lượng ma túy thu giữ tăng cao so với giai đoạn trước. Tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.071 người nghiện, trong đó nam giới chiếm 90,5%. Độ tuổi chiếm đa số là từ 40 đến dưới 60 tuổi. Theo thống kê, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, đã phát hiện 291 người nghiện vi phạm pháp luật, chiếm tỷ lệ 38,3% trong tổng số đối tượng phạm pháp hình sự của toàn tỉnh. Tình hình an ninh trên địa bàn xã Ô Bum, đặc biệt là về cái liên quan đến tình hình tệ nạn ma túy, thì đối với xã Ô Bum thì đấy, hiện nay là người nghiện thì cũng trên 80 người là người nghiện và nhi nghiện, và trong đó là có 74 người là hiện tại đang có methadone. Trong đó có 3 đến 4 đối tượng là người ở Mường Tè, xã Búng Nưa. Còn hiện nay là đối với những người nghiện thì cũng sau khi công tác tuyên truyền vận động thì cũng một số cái người nghiện thì họ cũng nhận thức được và cũng ra làm hồ sơ, đăng ký hồ sơ để uống methadone tại địa phương. Trước thực trạng trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng chống ma túy và vai trò lực lượng công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, theo chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh chấn áp quyết liệt tội phạm ma túy với 3 nhiệm vụ trọng tâm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Công tác phòng chống ma túy chỉ thực sự hiệu quả khi tiến hành đồng bộ 3 hoạt động này. Chúng tôi xác định rằng là cái chương trình phòng chống tội phạm ma túy phải luôn luôn gắn kết với các chương trình phòng chống tội phạm đã được chính phủ và đã tỉnh ban hành. Đấy thì quán triệt và nhận thức đầy đủ cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thì trong đó chúng tôi xác định là lực lượng công an nhân dân là lực lượng nòng cốt chủ trì trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Chúng tôi sẽ tập trung phương tiện đấu tranh chấn áp quyết liệt tội phạm ma túy với 3 nhiệm vụ trọng tâm là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, tập trung lực lượng đấu tranh chấn áp, bắt giữ các đối tượng ổ nhóm phạm tội về ma túy, và đặc biệt là không để tồn tại những cái tụ điểm, những điểm nóng về hoạt động ma túy. Ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên với mục tiêu mưa dầm thấm lâu dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng vùng, từng lứa tuổi, thành phần dân tộc, nhằm giáo dục cho họ có những nhận thức sâu sắc, tạo ra sức đề kháng với ma túy.
Thời gian qua, các lực lượng, các ngành chức năng và các cấp chính quyền phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống ma túy như tập trung truy quét, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn được kiểm soát. Tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy. Đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tích cực của quần chúng nhân dân tham gia. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ đó đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào triển khai ở cơ sở để quần chúng nhân dân noi theo. Đảng bộ xã Bắc Ta hiện có gần 240 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy xã chú trọng công tác quản lý giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên, củng cố phát huy mối quan hệ gắn bó giữa đảng với nhân dân, đồng thời tập trung phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ đạt trên 80%, gắn công tác xây dựng đảng với tuyên truyền vận động nhân dân, chuyển các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế như chuối tiêu hồng, bí xanh, các loại cây ăn quả. Chúng tôi đã về sinh hoạt đều đặn đường kỳ hàng tháng và về việc phát triển kinh tế xã hội của bản thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân về chuyển đổi phương thức sản xuất và cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân đã chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây chuối được khoảng 18 ha, chuyển đổi về trồng cái vi xanh tại bản được khoảng 4 ha, thay đổi nâng cao đời sống vật chất của bà con nhân dân trong bản. Là xã có điều kiện về đất đai, lực lượng lao động dồi dào, tháng 3 năm 2021, xã đã liên kết với công ty rau củ quả Ngọc Linh, Sơn La, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc mô hình trồng bí xanh tại bản Tân Bắc, quy mô hơn 4 hectare, với hai loại giống chính là Kita và Nova. Sau 3 tháng trồng thử nghiệm, 5 hộ gia đình đã thu được 6 lứa quả, sản lượng trung bình đạt 70 tấn 1 hectare, với giá bán từ 3.000 đến 9.000 đồng 1 kg, bình quân mỗi hecta thu nhập 350 đến 400 triệu đồng. Đã có triển khai cái mô hình trồng bí xanh đấy thì gia đình cũng trồng cũng phát triển được nó tầm hơn nghề thì đấy, thế nên là trồng thì cũng thấy năng suất nó cũng hiệu quả đấy. Nếu mà so cây lúa là cũng hơn cây lúa nhiều đấy, mà hơn cả cây ngô nhiều đấy, không phải là nhưng mà cứ thị trường mà nó còn tốt nữa, bán được mà giá cao nữa là còn thu nhập hơi cao đấy. Giá thành là bây giờ là đấy, giờ bình thường là lúc có lúc 3.000, có lúc thì nó lên 4.000, 5.000, giờ lúc giờ nó lên đến 90.000 ấy. Nhờ chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2020, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 5.400 tấn, diện tích chè trồng mới đạt hơn 300% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm. Chúng tôi cũng gắn trách nhiệm với các đồng chí đảng ban chấp hành được phân công phụ trách ấy, xuống trực tiếp để tham gia sinh hoạt cùng với các chi đảng bộ, rồi hướng dẫn các cái chi đảng bộ thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là các cái việc mà được các cái người dân quan tâm như là công tác phát triển kinh tế xã hội, và cùng với cái đấy là chúng tôi định hướng ra hàng tháng để người dân thực hiện để làm và xác định các cái nhiệm vụ theo từng chi bộ để chúng tôi thực hiện. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên một năm, đảm bảo chất lượng, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, diện tích cây ăn quả cả tỉnh tăng mạnh, đạt trên 8.400 ha. Sản lượng, chất lượng các loại cây ăn quả chủ lực có lợi thế trong tỉnh và từng vùng đều tăng.
Từ đầu năm đến nay, diện tích cây ăn quả trồng mới gần 430 ha, chủ yếu là dứa, chuối, xoài, và dự kiến trồng một số cây ăn quả ôn đới trong những tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch. Đến nay, sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt 46.000 tấn, tăng 11.000 tấn so với cùng kỳ năm 2020. Để các loại cây ăn quả đạt năng suất chất lượng tốt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương có chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã chọn tạo giống cây ăn quả lâu năm, tuyển chọn cây đầu dòng, chú trọng sản xuất giống cây có mối sạch bệnh, đồng thời chuyển đổi cơ cấu giống vùng sản xuất tập trung, kết hợp các chính sách khuyến khích đầu tư sau thu hoạch, bảo quản, chế biến, liên kết tiêu thụ rau quả. Trong 9 tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra phát hiện xử lý 20 vụ trên 20 đối tượng, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Các hành vi vi phạm gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm trong lĩnh vực giá, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng và vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 216 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá bán hàng theo quy định, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa như nội dung ghi nhãn hàng hóa không đúng, không đủ theo quy chế ghi nhãn hàng hóa hoặc không có nhãn phụ đối với hàng nhập khẩu, kinh doanh hàng thực phẩm công nghệ hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh, không để xảy ra tình trạng phức tạp về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Nhờ chú trọng phát triển chăn nuôi cũng như làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nên số lượng và chất lượng đàn gia súc toàn tỉnh luôn được duy trì, phát triển bền vững từ 5 đến 6% hàng năm. Hiện toàn tỉnh có trên 316.200 con gia súc các loại, trong đó đàn trâu trên 92.600 con, đàn bò trên 21.400 con, đàn lợn trên 202.000 con. Để đẩy mạnh việc phát triển đàn gia súc trên địa bàn, các huyện thành phố trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiếp cận nguồn vốn vay để xây dựng chuồng trại, mua con giống, đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ cho các hộ dân, phấn đấu đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể đăng ký và xem trực tiếp hoặc là xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu trên kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị cùng đến với tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ngày 22 tháng 10, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, dự báo là do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên đêm nay và ngày mai thì tỉnh Lai Châu nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ là từ 14 đến 22 độ, ở vùng núi cao là từ 13 đến 15 độ, độ ẩm là từ 85 đến 98%. Dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh. Khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ là từ 14 đến 16 độ và độ ẩm là từ 85 đến 97%. Khu vực Mường Tè, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ và độ ẩm là từ 85 đến 95%. Sinh Hồ, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ và độ ẩm là từ 85 đến 95%. Than Uyên, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm là từ 85 đến 98%. Khu vực Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ và độ ẩm là từ 85 đến 95%. Khu vực Tam Đường, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm là từ 85 đến 98%. Tân Uyên, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm là từ 85 đến 98%. Khu vực Phong Thổ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ và độ ẩm là từ 85 đến 95%. Vâng, và trên đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.